宋江今日酒意大盛。Hôm nay Tống Giang đã ngà ngà say, ngẫu hứng biểu diễn một bài Mãn Giang Hồ cho các huynh đệ nghe. Hay lắm. Nguyện 尊前长叙，弟兄情如金。Muốn kể thật dài, tình huynh đệ quý như vàng. Thống Trái Hổ Uy Biên Phủ, Hào Lệnh Minh, Dũng Mãnh Vang Thiên Hạ. Trung Xin Nguyện Lệnh rõ ràng, quân uy nghiêm ngặt. Muốn bình định giặc, bảo quốc an dân. Phong trần nhật nguyệt sáng soi, can đảm trung liệt. Phong trần ngăn cản gian tà. Mong thiên vương giáng chiếu, sớm ngày chiêu an, lòng mới yên. Hôm nay chiêu an, ngày mai cũng chiêu an. Công Minh ca ca, huynh suốt ngày cứ nhắc đến chiêu an, không sợ làm tổn thương các huynh đệ sao? Sao cứ nhắc tới chiêu an chứ? Chiêu an cái con khỉ gì chứ? Thiết Ngưu, thật là to gan. Người đâu? Đưa cái tên đen này ra chém. Ca ca, buông tôi ra, đừng kéo tôi, tự tôi biết đi. Công Minh ca ca, Thiết Ngưu này chưa từng phục ta, chỉ phục một mình Công Minh ca ca thôi. Huynh muốn giết, đệ không hận huynh. Huynh dù có chém đệ, đệ cũng không hận huynh. Ngoài huynh ra, dù có là trời đệ cũng không sợ. Huynh nói bậy gì vậy? Ca ca hãy nguôi giận. Thiết Ngưu chỉ là uống say, nổi cơn điên rượu. Xin ca ca thứ cho lỗi vô lễ sau khi uống say. Mời lư viên ngoại ngồi. Người đâu, đưa Thiết Ngưu vào ngục để khỏi làm mất hứng của mọi người. Buông ra, tôi tự biết đi. Tránh ra. Hay là huynh đệ chúng ta hôm nay giải tán, mạnh ai nấy đi vậy? Các vị huynh đệ, hãy nghe Tống Giang nói những lời từ đáy lòng. Đương kim thánh thượng vô cùng thánh minh, chỉ là bị gian thần che đậy, nhất thời mê muội. Sẽ có một ngày thánh thượng hiểu lương sơn bạc ta thay trời hành đạo, xá tội chiêu an. Các huynh đệ đồng tâm báo quốc, lưu danh sử sách. Say rồi, say rồi. Lâm Sung say rồi, xin cáo từ trước. Chúng tôi cũng say rồi. Ca ca cũng uống say rồi. Để đưa ca ca về phòng nghỉ ngơi. Nào ca ca, hãy về nghỉ ngơi sớm. Chiêu an cái con khỉ. Thiết Ngưu, tìm được huynh rồi. Thiết Ngưu ca ca, ai
Ca ca, đừng có chạy. Ta không chạy nữa, không chạy nổi nữa rồi. Ca ca, sao không chạy nữa? Tiểu Ất, đệ có mệt không vậy? Đệ đã đuổi theo ta cả đêm rồi. Rốt cuộc là đệ muốn gì? Muốn gì huynh không biết sao? Theo đệ về Lương Sơn đi. Không. Là ca ca bảo đệ đi tìm ta. Đúng rồi, huynh không từ mà biệt. Ca ca rất giận đấy. Mau theo đệ về Lương Sơn tạ lỗi với ca ca. Để đó làm gì chứ? Ca ca lúc nào cũng chiêu an. Các huynh đệ Lương Sơn không dám nói tiếng nào. Thiết Miếu không phải chỉ nói lên sự thật sao? Khiến cho ca ca muốn chém cái đầu đen lúa này của ta. Thiết Ngưu này chưa từng phải chịu nổi áp lực này. Chỉ bằng rời khỏi Lương Sơn, giết mấy tên cẩu quan cho hẳn lên. Thiết Ngưu, đừng có vô lễ. Hay là theo đệ về Lương Sơn đi. Không về. Muốn về, tiểu ất đệ một mình về đi. Ta không về đâu. Nếu như chặt cái đầu đen này của ta, ta cũng hơi tiếc. Huynh không về đúng không? Không về thật. Ta có hai cây rìu. Ai sợ ai chứ? Không về đấy. Ca ca, không về thật sao? Thực sự không về. Vậy được, để về đây. Được. Tiểu Ất về bẩm báo với ca ca, nói Thiết Ngưu ngang tàng bất thường, không chịu đi theo, khuyên không được, thà chịu bị phạt. Tiểu Ất, Tiểu Ất, đệ muốn làm gì vậy? Mau thả ta ra. Thiết Ngưu này có chuyện muốn nói. Thả huynh cũng được, nhưng huynh phải làm theo ba việc. Là việc gì chứ? Cứ thả ta ra trước đã. Làm không? Được, làm theo. Đệ nói đi. Thì nghe đây. Việc thứ nhất, lập tức về núi, không được chậm trễ. Thứ hai, trên đường về không được gây sự. Thứ ba, trời đã sắp tối, chúng ta ở nhờ nhà người ta. Huynh phải ăn mặc đàng hoàng. Ba việc này làm được không? Chuyện này sao hả? Được, làm được. Ta làm theo lời đệ. Có thật là làm được không? Làm được thật mà, được chưa? Ca ca, Tiểu Ất cũng gian manh thật. Tiểu Ất, hôm nay nếu đệ không vật ngã ta, Thiết Ngưu cũng sẽ theo đệ về núi. Tại sao? Đệ là huynh đệ của ta, sao có thể vì ta mà làm cho đệ và các huynh đệ Lương Sơn bị liên lụy chứ? Thế thì có phải là không bằng cả chó lợn sao? Đúng vậy, cũng hiểu lý lẽ lắm. Tiểu Ất ca, vừa rồi ta hứa với đệ ba việc, bây giờ Thiết Ngưu cũng có chuyện nói với đệ. Nói đi xem đệ có làm được không. Ta nói ra, đệ không được cười. Được, đệ không cười, nói đi. Thiết Ngưu này, ngoài hai cây rìu lợi hại, còn có nắm đấm sắt này. Nhưng nói thật, ta chỉ sợ mình đệ thôi. Công phu của Tiểu Ất thật là lợi hại. Lát nữa dạy cho ta vài chiêu, để khi về Lương Sơn oai phong một chút nhé. Ý này cũng hay đấy. Chỉ có điều phải có năng khiếu. Trong môn vật quan trọng ở cách dồn lực. Nếu nắm bắt không chuẩn, không tỏ được oai phong đã đành, mà còn tự làm tổn thương mình. Giống như vừa rồi. Tiểu Ất ca, vừa rồi đã hứa với đệ ba việc, bây giờ đệ cũng phải hứa với ta ba việc. Vừa rồi không phải chỉ nói một việc thôi sao? Vừa rồi là một việc, bây giờ là ba việc. Thứ nhất, khi về Lương Sơn, đệ phải dạy ta môn vật. Thứ hai, chuyện vừa rồi bị đệ vật ngã, không được nói với ai khác. Còn thứ ba, sao hả? Việc thứ ba, nghĩ ra rồi mới nói với đệ.
Thiết Ngưu, huynh đánh không lại đệ, dựa vào gì mà bắt đệ nghe huynh? Thì dựa vào ba việc ta đã hứa với đệ đó. Thiết Ngưu mày nói được là làm được. Nói được làm được thật không? Thật. Vậy quyết định thế nhá. Trời không còn sớm, đi thôi. Đi. Tiểu ất ca, có phải lát nữa đệ lại bỏ mặc ta không vậy? Lưu công trang, tiểu ất ca cứ ở đây vậy. Ở đây thôi. Ca ca, chính là nhà này. Ca ca, làm gì vậy? Ca ca, hãy đợi một chút. Đệ lấy rìu của ta làm gì vậy? Đệ sợ là ta sẽ chém cả nhà bên ngoại này sao? Ca ca, huynh la lối như vậy lại mang theo cặp rìu để người ta thấy được, lại tưởng huynh tìm đến nhà này để trả thù đấy. Được được, cũng là đệ suy nghĩ chu đáo. Đệ nói đi, bây giờ phải làm sao? Ca ca, vừa rồi huynh kêu mở cửa làm kinh động chủ nhà người ta cũng chẳng sao, nhưng nếu làm kinh động quan phủ thì chúng ta sẽ rắc rối to. Ca ca, theo tiểu ất thấy, huynh hãy trang điểm thành người bình thường. Cái gì? Trang điểm? Thích Ngưu đâu phải là đại cô nương, làm sao mà trang điểm được? Ca ca, huynh đừng nóng vội, tiểu ất sẽ biết tính. Huynh xem đầu tóc của huynh. Ca ca ya, ca ca, huynh xem đầu tóc của huynh. Đầu tóc ta làm sao? Đệ sẽ lấy khăn choàng của huynh làm dây buộc thành búi. Buộc thành búi á? Lát nữa khi huynh vào đó hãy nhớ kỹ, đừng để lộ rìu ra, phải giấu kỹ đấy. Được, ta biết rồi. Xong rồi. Yến Tiểu Ất, đệ cười ta gì vậy? Ta đã nghe lời đệ, đã trang điểm xong rồi, bây giờ đệ lại cười ta chuyện gì? Bây giờ huynh thật giống trung quỷ tái thế. Tiểu Ất không nhịn được. Trung quỷ? Đừng cười, đừng cười. Trung quỷ là thần tiên, tốt, không được cười nhạo. Đúng đúng, thần tiên tốt. Đúng là vậy mà. Người là ai? Tại hạ là Trương Nhàn, làm nghề buôn bán. Đó là đồng hương của tôi. Chúng tôi đi ngang qua vùng này, trời đã sập tối, muốn ở đây nghỉ nhờ một đêm. Tiền có đủ, sáng mai lên đường sớm, không biết có được không? Đợi tôi đi hỏi chủ nhân đã. Đa tạ. Ca ca, mặc dù trung quỷ là thần tiên tốt, nhưng bách tính bình thường nhìn thấy vẫn thấy sợ, đúng không? Cho nên lát nữa khi huynh đi phía sau đệ hết sức cẩn thận, đừng làm người ta hết hồn. Nói bậy, người tốt không làm chuyện xấu, sợ ta làm gì? Ca ca, nếu huynh không hứa với đệ, tối nay chúng ta không được ở trong nhà này thì sẽ không có chỗ nào ở khác đâu. Được, nghe theo đệ là được rồi. Chủ của tôi là Lưu Thái Công, mời hai vị vào thảo sảnh nói chuyện. Đa tạ. Xin hành lễ với hai vị chủ nhân. Đừng khách sáo. Hai vị thương gia bôn ba khắp nơi thật vất vả. Tôi đã dặn dò người dưới chuẩn bị một ít rượu thịt cho hai vị, nhường ra một căn phòng nhỏ. Hãy nghỉ ngơi sớm. Chủ nhân thật cảm kích tấm thiện tình của chủ nhân. Xin ngài yên tâm, tiền rượu tiền phòng Trương Nhàn sẽ trả không thiếu đồng nào. Chỉ là chuyện nhỏ, không cần tính toán.
Xin hỏi vị ở phía sau có phải là đạo trưởng không? Huynh ấy không phải đạo trưởng, là người đồng hương, bình thường giúp tại hạ làm những việc nặng nhọc để kiếm sống. Vừa rồi tôi cứ đoán là người phía sau có tướng mạo đạo trưởng, sao không thấy đạo bào? Tôi không phải đạo trưởng, nhưng bản lĩnh của tôi hơn đạo trưởng nhiều. Cả ca, huynh không sao chứ? Sao hả? Đồng hương của ngài sao lại như vậy? Sao ta như vậy đấy? Sao hả? Cả ca, huynh dọa chết người ta. Thật lòng xin lỗi hai vị. Đồng hương của tại hạ xấu xí, tính tình lỗ mãng, đã dọa hai vị sợ. Xin lỗi, xin lỗi. Thôi thôi, mau dìu phu nhân về phòng nghỉ. Tránh ra, huynh đừng lên tiếng. Phu nhân từ từ. Lão già Lương, chẳng lẽ ông đã làm chuyện gì thẹn với lòng? Ai cũng nói tôi giống như trung quỷ, chỉ có kẻ xấu mới sợ tôi. Ca ca, sao hả? Không được vô lễ. Lưu Thái Công có lòng tốt giữ chúng ta, sao chúng ta lại gây thêm rắc rối chứ? Nhưng lời ta nói là sự thật. Được rồi. Lưu Thái Công, Trương Nhàn xin tạ lỗi với ông. Ngài cũng không cần dặn làm rượu thịt. Bây giờ chúng tôi về phòng nghỉ ngơi. Trời sáng chúng tôi sẽ đi. Vậy là đi sao? Đúng, đi. Sư phụ, xin dừng bước. Vị đồng hương đen của ngài đúng thật như ngài ấy nói, bản lĩnh còn cao hơn cả đạo trưởng. Còn giả được sao? Tôi chưa bao giờ nói dối cả. Đúng thật như vậy. Xin sư phụ hãy cứu mạng cả nhà chúng tôi. Tôi xin ngài đấy, sư phụ. Như vậy là sao? Tôi xin ngài. Lưu Thái Công, mau đứng lên, đứng lên. Sư phụ hãy cứu chúng tôi. Có chuyện gì cứ nói với chúng tôi. Nói đi, tôi giải quyết cho ông. Vợ chồng già chúng tôi đã lâu lắm rồi không gặp được ái nữ. Chính vì phòng của ái nữ không có người vào được. Sao lại không vào được? Số người hầu nha hoàn vừa đến gần phòng liền có viên đá lớn như nắm đấm bay ra, rơi trúng người nhà đã đành, còn mang tiếng xấu cho Lưu Công Trang là có ma. Tôi đã mời rất nhiều đạo sĩ pháp sư, họ cũng đều chịu thua, đều nói là trong nhà tràn đầy tà khí, có ác quỷ bá chiếm. Xin hai vị sư phụ hãy cứu con gái tôi. Lưu Thái Công đứng lên. Tôi biết rồi. Chuyện lạ gì chứ? Chỉ cần có cặp rìu này của tôi, một rìu chặt vào căn phòng đó, kẻ xấu quỷ quái gì đó, để tôi đi gặp nó. Chỉ cần có ảnh một chiếc bản phủ tại, một phủ phí lên cái nhà phòng đó, gì mà ơ nhân à, quỷ quái à, ảnh hủy ta một hủy. Chủ nhà, chuyện này thật quái lạ, chúng ta phải tính toán kỹ lưỡng. Ngài xem, pháp sư và đạo trưởng ngài mời đều không có tác dụng gì. Đừng nói đến hắc huynh đệ này giúp ích gì được chứ. Ai nói tôi không có ích? Thiết Ngưu này có cách. Thiết Ngưu ca ca, dù gì chúng ta chỉ là người qua đường, đừng rước thêm rắc rối cho Lưu Thái Công. Chuyện này để tôi giúp. Ông Lưu, phòng con gái ông ở đâu? Đi thế nào? Hãy dẫn tôi đi. Không được. Sao vậy? Đợi đến khuya tôi đưa sư phụ đi. Sao phải đợi đến khuya mới đi? Sợ làm kinh động đến ma quái. Đến đêm khuya ma quái mệt mỏi là dễ cứu người nhất. Thiết Ngưu không đợi được, để tôi xem cái quỷ quái đó bộ dạng thế nào. Sư phụ, hãy nghe lời tôi đi. Tôi đã chuẩn bị xong bàn rượu, mời hai vị nghỉ ngơi một chút vậy. Thế cũng được, ông cứ yên tâm, đã làm phiền. Ăn no rồi đi cũng được. Lão Yêu Ca, qua lại, qua lại. Tiểu Ất Ca, qua đây, ăn một chút đi. Ngon lắm. Sao vậy? Đệ thấy chút ăn không vừa miệng à? Vừa miệng. Nhưng Thiết Ngưu à, huynh biết thuật bắt ma hồi nào vậy? Ta làm gì biết bắt ma? Không biết bắt ma, huynh hứa với chủ nhà là sẽ bắt ma. Vậy là sao hả? Ta thấy ông ấy cầu xin tội nghiệp nên hứa trước với ông ấy. Không ngờ là ông ấy thật tử tế, tiếp đãi chúng ta rượu thịt ngon như vậy. Ca ca, bây giờ để nhắc huynh, rượu thịt này dễ vào bụng. Lát nữa huynh phải bắt được ma về. Nếu không bắt được ma, không phải rõ ràng là lừa người ta sao? Yến Tiểu Ất, đệ đang suy nghĩ gì vậy?
Ta không tin là trên đời này có ma quái gì đó. Cho dù có cũng chỉ là dọa người ta thôi. Nếu như có ma thật, đệ xem bộ dạng của ta. Đệ đã trang điểm ta giống như trung quỷ, thì ma quỷ gì thấy ta cũng bị dọa sợ chạy mất thôi. Sư phụ, đến giờ rồi, đi bắt ma được chưa? Yến Tiểu Ất, để đợi đây, ta đi sẽ về ngay. Ca ca, đừng có quá khoe khoang đấy. Đại hỏa,修德成能啊！哎呀，这！Ông Lưu, Lão Thầy, ông hãy canh chừng kỹ đồng hương này của tôi, đừng để hắn quấy rầy tôi bắt ma. Được, đi, dẫn đường. Sư phụ, phía trước là phòng của tiểu nữ tôi. Lão bảo tôi đến bắt ma, bây giờ lại cản tôi lại làm gì chứ? Sư phụ, con ma đó người bình thường không hàng phục được. Đây là bùa hộ mạng, trước đây còn thừa lại. Ngài nên mang trên người để phòng bất chắc. Tôi không cần số bùa này. Là ai trong đó giả thần lộ quỷ vậy? Ra đây. Sư phụ, giọng ngài như tiếng chuông đồng, nhất định làm kinh động quỷ thần đang ngủ đó. Ngài phải cẩn thận đấy. Tôi mà sợ nó sao? Hai người tránh ra. Đừng cản trở ra ra này đây bắt ma. Bỏ ra. Người trong kia, hắc gia gia của ngươi đây, có giỏi thì ra đây, đánh 180 hiệp đi. Con ma chết tiệt, xem đá của ngươi cứng hay là rìu của gia gia cứng. Lĩnh giáo rìu của hắc gia gia đi. Thế Huân chạy mau. Chuyện này không liên quan đến Huynh ấy. Ông bắt tôi được rồi. Rốt cuộc ngươi là người hay là ma? Ngươi là ma quỷ phương nào ở đây gây nghiệp chướng à? Ta hỏi ngươi, ngươi đã giấu con gái Lưu Thái Công ở đâu? Tâm đã chết, thân vẫn còn, tình khó dứt, hận còn mãi. Nếu như có chỗ cho chúng tôi náu thân, tôi cần gì khổ như vậy? Ta hỏi ngươi đã giấu con gái Lưu Thái Công ở đâu? Ngươi nói lung tung nhiều chuyện để làm gì? Nói hay không? Không nói ta chém ngươi. Ca ca, xin hãy nương tay. Ca ca, huynh đang làm gì vậy? Thế Huân, cần nương. Ta không giết người đàn bà này cũng được. Nhưng con ma đó lấy đá ném ta, không giết thì không được. Ca ca, hảo hán tha mạng. Nếu bắt được ma rồi, phải cho mọi người biết mới phải. Con gái của Lưu Thái Công còn chưa tìm thấy. Trung quỷ đại lão gia của tôi, giữ mạng của hai người này lát nữa sẽ biết thôi mà. Con ma đó là ta bắt.
công lao còn lại nhường cho đệ. Sau này công lao就让给你了。给爹奶，你挑大。嗯，你这个鸟蛋，跟我走。刘老头，这鬼我可是给你抓着了。Ông Lưu, tôi đã bắt con ma này cho ông rồi đấy.đây đây đây cái gì mà đây? Thật ra trong nhà ông không có ma, là đôi nam nữ này giả thần lỗ hủ dọa người ta. Ma sống thì tôi bắt cho ông rồi, nhưng chúng không cho tôi biết đã giấu con gái ông ở đâu. Con gái của ta, một đứa con gái ngoan, sao lại như vậy chứ?哦哦你呀你呀你竟然敢干这种事儿你眼里还有爹娘吗子孙都装神弄鬼全家上下都为你提心吊胆的我跟你讲睡过一个安稳觉吗你可倒跟这个穷穷独处一室夜夜装神弄鬼天天假神弄鬼你成何体统你这种事儿你这种事儿你这种事儿你这种事儿你这种事儿你这种事儿你这种事儿你这种事儿你我老三，主人家，主人家，đừng giận， 别生气，别生气。Vãn sinh có câu này không biết có nên nói không？晚上有句话，不知当讲不当讲。你说。Nói đi。一晚上之前。Theo Vãn sinh thấy，你看，đôi trai gái này tâm đầu ý hợp，情投意合的。Tiểu thư nhà ông đã cùng vị công tử này chung sống với nhau rồi，私定终身。Chỉ bằng độ lượng cho họ，做长辈的，tác thành chuyện này thì tốt biết mấy。成全了这桩美事，多好。Đúng vậy, Lưu lão gia. Bố xóa. Theo ý của Thiết Ngưu này, hay là hôm nay cho họ bái đường thành thân vậy? Bố rủ chín, cho bái thắng thành chín bà. Cha, mẹ. Thế Huân đã vì con mới không thi lấy công danh. Cha hãy tác thành cho chúng con đi. Thì cho chẳng chả là nữ ẩn bà. Được rồi, được rồi, đứng dậy.哎呀，娘，妹，刘老三，刘老头啊，李鬼来bắt ma không thành，却捉了一对鸳鸯，却捉了一对鸳鸯，chuyện tốt đẹp này ông hãy chấp nhận đi。这桩美事儿你就应了吧。哎，不是爹爹心狠，không phải là tôi nhẫn tâm。我要是答应这门亲事，那梁山贼寇再来了，我这庄上几十口人命，可就不保了。Cha, con thả chết cũng không lấy tên cướp Tống Giang. Cần Nương, lại đây. Cô nói ai? Ca ca, không được vô lễ. Yến Tiểu Ất, đệ cũng nghe rồi đấy. Khoan đã. Cô nương, không biết Tống Giang cô nói và thủ lĩnh Tống Giang chủ nghĩa của Lương Sơn Bảng có liên quan gì? Chính là Tống Giang đứng đầu bọn Lương Sơn. Không lẽ là Tống Giang ca ca?Ngài gọi ca ca. Hai người thật không dám sống. Tại hạ là Yến Thanh của Lương Sơn. Vị này là Hắc Toàn Phong Lý Quỳ của Lương Sơn. Hai chúng tôi và Tống Giang ca ca tình như thủ túc. Chúng tôi đều có vị thế ở trên sơn trại, nhưng chưa từng nghe nói chuyện ca ca muốn nạp thiếp. Chẳng hay bên trong có hiểu lầm gì chăng? Làm chuyện vô liêm sỉ như vậy, dĩ nhiên không dám cho người ta biết. Ta không tin Tống Giang ca ca của ta không làm những chuyện này.是是是，phải phải. Sư phụ nói rất phải. 二老，nhị lão, 有什么话尽管跟我们说。我们梁山都是替天行道，替天行道。只怕你梁山有天无日，只是个贼寇，是个手下义务。你这鸟子，你说什么？你说什么？听主人家把话说完嘛。hãy nghe chủ nhân nói hết đã. 师傅，师傅，chuyện này tôi phải nói từ đâu đây? 刘老头，刘老三，看见这个？ông có nhìn thấy cái này không？看见了。那你就敢讲实话。vậy ông hãy nói thật với tôi。我真是那宋江。nếu như Tống Giang đòi lấy con gái của ông thật, tôi sẽ không tha cho hắn。师傅，师傅，果真能为我女儿做主？có thật sẽ giúp con gái tôi không？对，phải。绝不食言。quyết không nuốt lời。此事chuyện này kể ra rất dài。二位师傅，请坐。mời hai vị sư phụ。容我慢慢跟你们说。để tôi từ từ kể cho hai người nghe。那天有两个骑马的人。Hôm đó có hai người cưỡi ngựa đến xin ở nhờ. Một người trong số đó tự xưng là thủ lĩnh Lương Sơn Tống Giang, còn người kia tên là Lỗ Chí Thâm. Tôi kính trọng họ là hảo hán Lương Sơn, nên bảo Cẩn Nương ra kính rượu.
这宋江救鲁智深，送黄袖搭子作为聘礼，给我这个袋子定了日子，让我准备金银财宝，要把锦囊送到梁山去做压寨夫人。回与师勋情投意合，tôi và Thế Huân tình đầu ý hợp, tôi đã soạn, tôi đã trong dự tính đợi huynh ấy đậu trạng nguyên rồi sẽ đến dạm hỏi. Có ai ngờ tên cướp Tống Giang và gia phụ đã bàn xong ngày lành, muốn lấy tôi làm áp trại phu nhân. Tôi và Thế Huân quyết định giấu cha mẹ, hàng ngày giải như bị trúng tà, không ra khỏi phòng. Canh hai canh ba mới lấy thức ăn và đá từ cửa sổ. Cẩn Hương, con, đừng nói nhiều nữa, hãy mau kể với sư phụ. Trong thời gian đó, Tống Giang và Lỗ Chí Tâm đó lại đến nhà quấy nhiễu nhiều lần. Trông thấy tình hình như vậy, đành mau quay về trước. Trước khi đi còn kêu lớn, đừng có trêu chọc bọn họ. Nếu như biết tung tích của Cẩn Nương, bọn chúng sẽ đến đưa đi. Từ đó trở đi, Lưu gia chúng tôi một mặt sợ tặc khấu đến lấy con, một mặt không biết Cẩn Nương ở đâu. Ông nói là Tống Giang muốn lấy Cẩn Nương, nhưng có bằng chứng gì chứ? Chiếc túi màu đỏ này chính là xính lễ của Cẩn Nương. Nếu như Cẩn Nương không giả ma, không ra khỏi phòng, e là lúc này đã trở thành áp trại phu nhân của Tống Giang rồi. Đã trở thành Tống Giang áp trại phu nhân. Lưu lão hán, ông yên tâm, tôi đi lên Lương Sơn đòi lại công bằng cho ông. Ca ca, túi đỏ đó ai cũng có được, nhất định là kẻ gian giả dạng. Yến tiểu ất, chuyện này mẹ không quản được đâu. Ca ca, nhị lão, xin hãy yên tâm, đợi huynh đệ chúng tôi về Lương Sơn, nhất định tra chuyện này cho rõ ràng, trả lại công bằng cho tiểu thư nhà ông. Cáo từ. Thiết Ngưu ca ca, Hắc đại gia cuối cùng đã về núi rồi. Tránh ra. Thiết Ngưu, huynh của tôi chào hỏi huynh, huynh không đến xỉa lại còn đẩy huynh ấy đi. Tránh ra đi. Trung nghĩa đường, thay trời hành đạo, hóa ra chỉ là lừa người. Chặn huynh ấy lại, mau chặn Thiết Ngưu lại. Thiết Ngưu, cản Thiết Ngưu lại. Thiết Ngưu huynh đệ, huynh làm gì vậy? Thả ta ra. Tống Giang, đưa ra đây cho ta. Tống Giang, ngươi ra đây. Là ai chặt gãy cột cờ thay trời hành đạo của Lương Sơn Bạc Tà? Là Lý Quỳ này. Hôm nay ta không chỉ chặt cờ của ngươi, còn chặt cái đầu chó của ngươi nữa. Thiết Ngưu, buông ra. Ta phải chém chết cái tên lừa đảo háo sắc vong nữa. Thiết Ngưu, không được làm vậy. Lý Quỳ, ngươi điên rồi. Ta điên thật rồi. Người ta nói gì ta cũng không nghe. Nhưng huynh cần cái đầu này của ta, ta cũng cho. Đó mới đúng là điên đấy. Huynh tốt với ta, ta đã quyết định suốt đời này đi theo huynh, nghe lời huynh. Đó mới là bị điên. Ta theo huynh lên Lương Sơn, cùng huynh thay trời hành đạo. Ta xem như đã theo đúng. Nhưng thật không ngờ ngươi lại làm ra chuyện xấu xa vô lại như vậy. Thiết Ngưu, Tống Giang, hôm nay ngươi không chém đầu ta thì sớm muộn gì ta cũng chém đầu ngươi. Thiết Ngưu, đừng gây sự nữa. Ngươi mở miệng ra là nói ta đã làm chuyện xấu xa vô lại. Ngươi hãy nói xem ta đã làm chuyện gì. Ngươi cướp đoạt dân nữ, người ta không theo, ngươi còn muốn giết người đúng à? Cái tên đen này ăn nói sằng bậy,
怎能下山强抢民女？公明哥哥和各兄弟没奶奶，không giờ đây nửa bước, sao lại xuống núi cưỡng đoạt dân nữ được? Những cái tên lừa chọc này cũng ra tay cùng hắn, dĩ nhiên ngươi che giấu cho hắn rồi. Ngươi nói gì hả? Lý Quỳ hở chú thị yến. Tiểu Ất, vì sao Lý Quỳ nói như vậy? Hôm đó, đệ và Thiết Hưu xuống núi ở nhờ. Cô nương của nhà đó bị người ta cưỡng ép. Người ép hôn tự xưng là Tống Giang và Lỗ Chí Thân. Thiết Hưu ca ca không phân biệt rõ thật giả, đầu óc mơ hồ. Lý Quỳ, mấy ngày nay ta quả thật không xuống núi. Nếu không tin, có thể hỏi huynh đệ của cả sơn trại thì biết thật giả. Phải đấy, Thiết Ngưu. Ca ca quả thật không xuống núi. Rõ ràng là có người mượn danh của ca ca làm chuyện xấu rồi. Mấy người đều cùng một ruột cả. Thảo nào các ngươi muốn chiêu an. Mấy người muốn sớm ngày chiêu an, làm đám tham quan ước hiếp bách tính. Ngươi nói bậy gì vậy? Thiết Ngưu, nếu như ca ca có làm chuyện này thật, Tiểu Thất là người đầu tiên không chịu. Ai ngày nào cũng muốn chiêu an. Ngươi muốn chiêu an, Thiết Ngưu, tôi không muốn chiêu an. Chủ tử, câm miệng. Phóng là ta. Thả hắn ra. Tống Giang chủ trương chiêu an là muốn huynh đệ của cả sơn trại an thân lập nghiệp, không phải vì cá nhân mình, càng không phải vì sau khi chiêu an làm tham quan ức hiếp bách tính. Lý Quỳ, hôm nay ngươi nói Tống Giang cưỡng bức dân nữ. Ta nói ta không hề làm chuyện đó. Vậy thì tính sao? Được thôi, ngươi theo ta đi xuống núi tìm Lưu lão hán ra đối chất tại chỗ. Nếu ông ấy nhận ra ngươi, ta sẽ lập tức lấy đầu ngươi. Thiết Ngưu, được. Nếu như Lưu lão hán đó nhận ra Tống Giang, cái đầu này của ta giao cho ngươi xử trí. Nếu như không phải, hôm nay ngươi đã đại náo Trung Nghĩa Đường, chặt gãy cờ thay trời hành đạo của ta, thì đáng tội gì? Được thôi, ta sẽ dâng cái đầu đen đúa này. Thiết Ngưu, được. Lập ra quân lệnh trạng. Lập thì lập, ta sợ gì ngươi? Trong quân không nói chơi, ngươi hãy nghĩ cho kỹ. Phải, tôi đã nghĩ kỹ rồi. Tống Giang đó phải đi, con lừa chọc đó cũng phải đi theo. Sáng ta sợ ngươi sao? Đi theo ngươi là được rồi. Tống Giang, còn phải ra lệnh này trước. Không được cho huynh đệ sơn trại xuống núi đến Lưu Công Trang quấy nhiễu cả nhà Lưu Thái Công. Ta sẽ làm theo ý ngươi. Chính là chỗ này. Các cậu, Yến Tiểu Ất, mấy người ở đây chờ một chút, để tôi đi thông báo rồi quay lại. Lưu Lão Hán, mau mở cửa. Lưu Lão Hán, tôi đưa người đến rồi. Sư phụ, chủ nhân tôi cho mời. Hãy trông chừng cửa cẩn thận, đừng để bọn cướp đó thừa cơ. Lưu Thái Công, Công Minh ca ca của tôi hiện đang ở ngoài cửa. Tên lừa chọc làm mối cũng đến. Lát nữa đi vào sảnh đường, ông phải nhìn cho rõ ràng. Đừng có sợ, có Thiết Ngưu ở đây làm chủ cho ông. Được được. Nếu thực sự nhận ra tên cướp Tống Giang đó, Thiết Ngưu tôi sẽ nhấc dìu lên trả sự trong sạch cho Lưu gia. Còn nếu không nhận ra thì sẽ thế nào? Thôi đi thôi đi, không nhận ra thì thôi. Tôi sẽ đi theo hắn về Lương Sơn là được rồi. Đa tạ đại ân đại đức của sư phụ. Lưu mỗ này suốt đời cảm kích vô tận. Được rồi, ông ở đây đợi nhé. Bây giờ vào sảnh đường được rồi. Nhận ra thì nhận ra, không nhận ra thì thôi. Ông ấy là người già cả, đừng có làm ông ấy sợ. Đi. Lưu Thái Công, nào, người ở đây, ông hãy nhìn cho thật kỹ càng. Ông lão, tôi là Tống Giang. Ông hãy đến gần nhìn cho kỹ. Có phải là tôi muốn lấy con gái ông không?
要娶你家孩儿。嗯。不是不是，không phải ông ấy, không phải. Ha ha, cái tên đen này, bây giờ ngươi còn gì để nói nữa không? Ngươi trợn mắt to như vậy, nhìn người ta trừng trừng. Ông lão này dĩ nhiên là bị dọa sợ mất hồn rồi. Có phải thì cũng nói là không. Ngươi nhắm mắt lại để người ta còn nhìn. Tại sao dọa ông ấy bao giờ? Ngươi, để tôi nghe hắn sắp xếp. Lưu lão đầu. Lưu lão hán, ông phải nhìn cho rõ ràng. Vì chuyện này, hai huynh đệ tôi đem đầu ra cược đấy. Được được. Đi vào. Không phải. Đây cũng không phải. Không phải. Người này cũng không phải. Hai tên đó, một tên cao giáo. Cao gơ, một tên hói đầu, ít tóc, hoàn toàn khác với hai người này. Không phải. Cùng với hai người này, hoàn toàn khác với hai người này. Người nghe đấy, ông ấy nói không phải là sái ra. Cái tên lừa chọc nhà ngươi, phải cho người ta từ từ nhận ra chứ. Người cao to để làm gì? Từ từ nhận, vậy phải nhận đến khi nào? Phải từ từ nhận. Nếu người vẫn chưa yên tâm, có thể gọi A Hoàn, người hầu trong trang này đến đây hết, từng người một nhìn. Đúng, tôi thấy không? Hãy gọi người hầu A Hoàn của ông ra đây nhận hết đi. Không phải. Không phải, không phải. Ông lão, vừa rồi có nói tôi là Tống Giang của Lương Sơn Bạc. Đây là huynh đệ của tôi, Hoa Hòa Thượng Lỗ Chí Thâm. Con gái của ông chắc chắn đã bị ai đó lừa gạt. Có người giả mạo hảo hán Lương Sơn đi làm chuyện xấu. Nếu như ông điều tra ra, hãy báo cho chúng tôi biết. Các huynh đệ sẽ đòi lại công bằng cho ông. Nếu đã nhận ra không phải là chúng tôi, vậy chúng ta về Lương Sơn trước đi, về tính sổ với cái tên đen này. Xin cáo từ. Chết rồi. Ông nhận lầm người thì dễ tính hơn. Cái đầu đen này của tôi không giữ được rồi. Tiết Ngưu ca ca. Tiết Ngưu ca ca. Sự đạo lưu kim. Chuyện đến nước này. Ngươi tính sao? Tính sao? An Thiên Châu, thiên bất phạt, địa không sợ trời, không sợ đất. Chỉ tại ta có lòng tốt, lại thành ra làm chuyện xấu. Đã thua mất cái đầu này. Cái đầu này một đao chém xuống, để mang đi đưa cho ca ca là được rồi. Ca ca. Ca ca, chuyện này không đến nỗi như vậy đâu. Đệ có ý này. Đệ dạy cho huynh một cách gọi là vác roi thỉnh tội. Cái gì? Cái gì mà vác roi? Ca ca, lần này huynh về Lương Sơn, huynh cởi áo ngoài ra, lấy dây thừng trói mình lại, vác trên lưng một cây roi, sau đó đến Trung Nghĩa Đường. Đừng để ca ca mở lời, huynh hãy quỳ xuống trước rồi nói. Mặc cho ca ca đánh, mặc cho ca ca mắng. Đệ nghĩ công minh ca ca sẽ không nỡ đánh huynh đâu. Đây gọi là vác roi thỉnh tội. Không được. Đệ thấy Thiết Ngưu chưa đủ nhục nhã, cố ý cười ra phải không? Thiết Ngưu ca ca, lần này không phải đùa đâu. Đầu huynh không giữ được nữa rồi, còn đùa gì nữa? Thôi đi,
để ta cắt đầu xuống cho đệ vậy. Cơ ca, ca, đợi đệ với. Trên Lương Sơn đều là huynh đệ một nhà, ai cười huynh chứ? Nhanh lên, quỳ xuống. Quỳ xuống. Cái tên đen này trên lưng vác cái gì vậy? Ca ca, trên đường Thích Lưu trở về, chặt mấy nhánh cây mang về cho ca ca đánh vài cái. Công Minh ca ca, Thích Lưu nghe sai sự thật nên mới nhất thời lỗ mãng. Mong là ta và ngươi cá cược chặt đầu, ai bảo ngươi vác roi? Ta đã nói rồi mà, Yến Tiểu Ất cứ đòi làm như vậy để cho mấy huynh đệ chê cười. Được rồi, ca ca, nếu như huynh không chịu tha cho Thiết Ngưu này, vậy huynh đưa cây đao đây, chặt đầu của đệ đi là được rồi. Thiết Ngưu, được, người đâu, lôi Lý Quỳ ra ngoài chém đầu thị chúng. Vậy ca ca, Thiết Ngưu nhất thời lỗ mãng nhưng không đến nỗi chết. Phải đấy ca ca, hãy tha cho Thiết Ngưu một mạng đi. Thiết Ngưu, mau tạ tội với ca ca đi. Đánh hắn vài roi là được rồi. Đây là quân lệnh, làm trái quân lệnh làm sao thống lĩnh được ba quân. Ta không đánh hắn, chỉ cần cái đầu đen của hắn. Nếu còn có người can ngăn thì cùng tội với tên đen Lý Quỳ này. Các huynh đệ, người không cần khuyên nữa. Quân lệnh trạng là Thiết Ngưu tự lập ra, đương nhiên không được nuốt lời. Cái đầu này chặt thì cứ để chặt. Thật ra trong lòng Thiết Ngưu hiện giờ rất vui. Đệ không nhìn lầm Công Minh ca ca, huynh ấy là người tốt. Có điều sau khi Thiết Ngưu chết đi, mong là các huynh đệ hãy thay Thiết Ngưu này bảo vệ ca ca cho chú đáo. Thiết Ngưu tôi xin ở đây đa tạ các ca ca. Đa tạ. Đa tạ. Ca ca, Thiết Ngưu sống trên đời này, ngoài mẹ già của đệ, chỉ có ca ca đối với đệ tốt nhất. Đáng tiếc, lỗ tai của Thiết Ngưu ngu dại, nghe theo lời của người ta, suýt chút hại chết ca ca. Đệ biết lỗi rồi, đệ sai rồi. Ca ca, sau này huynh hãy tự bảo trọng. Thiết Ngưu đi đây. Thiết Ngưu. Mang ra. Khoan đã. Ca ca, Thiết Ngưu tuy đã phạm phải quân quy, lập ra quân lệnh trạng, nhưng cũng xem là gan dạ trung thành, lấy lại danh tiếng của Lương Sơn, cho bách tính xung quanh đều biết được. Trên Lương Sơn này, cho dù là thủ lĩnh phạm tội, cũng cùng tội như thuộc hạ. Chỉ bằng cho Thiết Ngưu lấy công chuộc tội, bắt tên cướp giả mạo đó, cũng được xem là có cái để ăn nói với quân lệnh trạng. Đúng vậy, để thấy cứ để Thiết Ngưu lấy công chuộc tội. Ca ca, sái ra nguyện cùng tên đen Thiết Ngưu này đi bắt tên cướp đó. Thật xin ca ca tạm thời tha chết cho hắn. Ca ca, hãy tha chết cho Thiết Ngưu, tha cho hắn đi. Các huynh đệ, ngồi xuống. Thiết Ngưu, nếu như các huynh đệ đều cầu xin cho đệ, ngay cả lỗ đề hạt cũng xin cho đệ, thì ta nên cho đệ một cơ hội, cho đệ lấy công chuộc tội, đi bắt hai tên cướp đó.
Nếu bắt được sẽ miễn tội chết cho đệ, nếu không bắt được phạt chung hai tội, sẽ không còn may mắn như hôm nay nữa đâu. Thật sao? Thiết Ngưu, sao không mau đa tạ ca ca đi? Ca ca, huynh yên tâm, không đến hai ngày Thiết Ngưu này sẽ bắt hai tên cướp đó về. Tiểu Ất, hai cây dừa của ta đâu? Lát nữa rồi nói. Thiết Ngưu, nếu không phải hôm nay Lỗ Đề Hạt cầu xin cho đệ, sẽ chảm không tha. Còn không mau đa tạ Lỗ Đề Hạt. Đúng vậy, Hòa Thượng, mấy hôm trước Thiết Ngưu đã trách lầm huynh. Thật ra huynh cũng là người tốt. Thiết Ngưu tạ lỗi với huynh. Tên đen này lôi thôi dài dòng quá. Thời gian hai ngày dài lắm à? Không dài, không dài. Vậy còn không mau đi đi. Hòa Thượng, đợi với. Ca ca, huynh hãy yên tâm đợi. Hai đại hán, báo danh tính đi. Ngươi hỏi danh tính ta, nói ta ngươi sợ vãi ra quần đấy. Đừng có ngây ngang. Ta chính là Hắc Gia Gia Lý Quỳ của Lương Sơn Bạc đây. Đây là Hoa Hòa Thượng Lỗ Chí Thâm. Tên khốn này giả mạo sái ra đi gây án khắp nơi. Hôm nay nhất định không tha cho ngươi. Đây là cường đạo thật. Hắn dễ mạng thì chạy mau. Còn không mau quỳ xuống chịu chết. Ta phải đánh chết tên khốn này. Bọn khốn các ngươi dám giả mạo Lương Sơn Gia Gia, xem ngươi còn dám giả danh sái gia không. Lưu lão hán, tôi đã bắt đám tặc khấu này cho ông rồi. Và ơn đại đức sư phụ đã cứu cả nhà chúng tôi. Cả nhà lão thái công không cần bái tạ hai chúng tôi. Nếu muốn bái tạ, lên Lương Sơn bái tạ ca ca Tống Công Minh của tôi là được rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Làm hỏng nhiều bàn ghế của ông, số ngân lượng này đền cho ông đấy. Không không, nhận lấy. Đứng lên đi. Đa tạ sư phụ. Đi. Vậy là đã đến Tết rồi, lại nghe tiếng pháo râm ran. Ca ca lần này đi Đông Kinh, không được nói với các huynh đệ là đi tìm đường báo quốc chiêu an. Chỉ cần nói một lý do xuống núi là được. Thẳng thắn cho các huynh đệ biết thì tốt hơn. Thời cơ chưa đến. Cười cái gì? Không được cười. Ngày lễ Tết ăn mừng như vậy, huynh không cho mọi người cười thoải mái sao? Không lẽ để bộ mặt ủ rũ đau thương sao? Nhìn Thiết Ngưu kìa. Công Minh ca ca, quân sư ca ca. Phải lấy tiền mừng đi mua rượu uống.
Vậy thì còn được một chút. Con ngoan của ta đã nhận tiền mừng tuổi rồi, sao không đến lạy tạ vậy? Đúng rồi, lạy đi. Hay cho tên chú quý. Ta còn tưởng đệ có lòng tốt, không ngờ là đệ cười ta. Hôm nay phải để cho đệ gọi ta tiếng gia gia. Công Minh ca ca. Đừng gây chuyện nữa, Thiết Ngưu. Công Minh ca ca. Thiết Ngưu à, ai bảo đệ ăn mặc kiểu như vậy, còn trách người ta cười đệ. Hôm trước cũng là huynh nói với đệ, hôm nay các huynh đệ phải ở chung nghĩa đường ăn Tết, dặn đệ mặc áo mới, mặc cho thấy như có chuyện vui vậy. Bây giờ đệ mặc quần áo hỉ. Huynh chỉ căn dặn đệ để đệ đừng mặc áo đen thui như thường ngày thôi. Ai ngờ đệ lại mặc loè loẹt như vậy, giống như miếng thịt bò ấy. Huynh lại nói không rõ ràng, làm sao mà đệ biết được. Đệ tưởng là mặc đồ đỏ là chuyện mừng. Thiết Ngưu à, hãy mau đi thay lại đồ bình thường đi, xem còn ai cười đệ không. Ca ca, người bảo đệ thay đồ là huynh, người bảo đệ về thay đồ cũng lại là huynh. Đệ nghe theo huynh hết, huynh phải nghe theo lời đệ một lần. Lần này mọi người xuống núi đến Đông Kinh, đệ mặc kệ mọi người làm gì, đệ phải đi theo. Tránh ra, tránh ra. Thiết Ngưu, đừng đi mà. Tống Giang sinh trưởng ở Sơn Đông, chưa từng đến kinh thành. Nghe nói năm nay thánh thượng treo đèn kết hoa cùng vui với dân, sao có thể bỏ lỡ cơ hội này. Tống Giang muốn đưa các huynh đệ đến kinh thành ngắm đèn, mọi người thấy thế nào? Được, được. Ca ca, nếu trên đường có sơ suất thì làm thế nào? Buổi sáng mọi người lánh mặt ở quán trọ, tối đến hòa vào dòng người vào thành ngắm đèn thì có gì sơ suất? Mấy hôm nay gió Tây Bắc đang thổi đến, trên đường trời giá rét, hay là đợi đến khi gió Đông Bắc đến rồi hãy đi? Quân sư lo nhiều rồi, Tống Giang chỉ đi ngắm đèn, tạm thời không lo hướng gió. Nếu ca ca nhất quyết muốn đi thì mời dẫn theo vài vị huynh đệ đi cùng. Sài Tiến huynh đệ quen thuộc kinh thành nhất, có thể đi cùng Tống Giang không? Ca ca muốn đến Đông Kinh thưởng đèn, ngoài tay ăn chơi này ra thì còn ai dẫn đường nữa? Vậy thì đa tạ Sài đại quan nhân. Mục Hoàng huynh đệ và Sử Tiến huynh đệ một đường, Võ Tòng và Lỗ Chí Thâm một đường, Chu Đồng và Lưu Đường một đường. Các huynh đệ chia ra thành bốn đường cùng đi với ca ca đến Đông Kinh. Rõ. Đợi đã, ca ca. Huynh đi Đông Kinh ngắm đèn, sao lại thiếu đệ được chứ? Đệ thì không được đi. Mấy người họ đi được, sao đệ không được đi? Ca ca đến Đông Kinh thưởng đèn, lỡ có chuyện gì, Thiết Ngưu làm sao yên tâm được? Đệ nhất định đi bảo vệ ca ca. Đi cũng được, nhưng không được gây chuyện đấy. Được. Vậy thì Tiểu Ất cần phải đi theo để coi chừng tên đen này. Ca ca yên tâm, cứ giao cho Tiểu Ất. Vậy thì lần này càng cần có đới viện trưởng đi cùng. Đới Tông huynh đệ cùng đi đến đó trông chừng tên đen này. Nếu tên này còn gây chuyện, hãy mau chóng về thông báo. Tuân lệnh. Ca ca. Thần y. Ca ca. Sao ta lại nằm ở đây? Các hảo hán của Lương Sơn đang ở ngoài thỉnh tội. Thỉnh tội. Mấy đệ làm vậy là sao chứ? Ca ca không chịu xóa đi kim ấn trên mặt. Đệ và Công Tôn tiên sinh lo lần đi này của ca ca đến Đông Kinh
sẽ vì kim ấn đó mà xảy ra bất trắc, nên đã chốt mê ca ca, tự ý xóa đi kim ấn trên mặt ca ca. Ta không xóa kim ấn này. Nếu xóa đi kim ấn này, bảo sau này ta làm sao đối mặt với các huynh đệ họ Tòng, Lâm Xung cũng từng bị khắc như vậy. Ca ca là thủ lĩnh của Lương Sơn, không xóa đi kim ấn sao đến được Đông Kinh? Không được nhắc chuyện này nữa. Nếu không vì kim ấn này mà không đến được Đông Kinh, chúng ta sẽ bàn bạc lại. Tôi đợi sẽ làm thương nghị. Tiểu đệ đã hại ca ca, giảm đi khí phách anh hùng. Hại ca ca không dám ngẩng đầu trước các huynh đệ có kim ấn trên mặt. Xin ca ca hãy trách phạt. Hãy xin ca ca trách phạt. Hai đệ hãy mau đứng dậy. Kim ấn trên mặt của Tống Giang và các vị huynh đệ là bị quan phủ khắc, phải do quan phủ xóa đi. Tống Giang đời này kiếp này, nếu không làm cho quan phủ xóa đi kim ấn trên mặt các huynh đệ thì sẽ không cần cái đầu đã đóng kim ấn này. Lời này nói ra, đến chết không quên. Ca ca lên đường phải hết sức cẩn thận. Nếu có gì bất ổn, lập tức sai đới viện trưởng về báo. Quân sư yên tâm, mọi người đi sẽ về ngay, không có chuyện gì đâu. Quân sư ca ca, tên trở nên dài dòng lôi thôi khi nào vậy? Nếu không phải có tên đen này đòi đi theo, thì mình đâu có lôi thôi như vậy. Đệ có làm gì đâu chứ? Tên đen như đệ, mỗi khi xuống núi là gây ra đủ thứ chuyện. Lần này cùng ca ca đến Đông Kinh thưởng đèn, nhớ kỹ, trên đường không được uống rượu, lúc nào cũng cần phải chú ý. Nếu lần này đệ còn xuống núi gây chuyện nữa, nhất định xử trí theo quân pháp, lấy cái đầu đen của đệ. Quân sư ca ca đừng nóng giận. Lần này Thiết Nhu đến Đông Kinh, nhất định không gây sự. Cái đầu đen này hãy để trên đầu của đệ. Có cho ca ca thì cũng đâu có làm được gì. Có thể làm chén được rượu uống mà. Không uống nữa là được. Viên ngoại, quân sư, mời quay về. Ca ca bảo trọng. Quân sư hãy yên tâm. Hãy xem chỗ ở đệ đã sắp xếp cho huynh thế nào. Ca ca, bên này. Huynh đệ các đường đều đã vào chỗ. Đệ sắp xếp cho họ ở các quán trọ rồi. Mời ca ca.
哥哥来得快，哥哥đến nhanh。现在hôm nay là 11 tháng riêng， còn vài ngày nữa là đến rằm。huynh xem， 明天白日里， sáng ngày mai nhất định không được vào thành。一直要等到正月十四夜里，待人声喧哗，đợi tiếng người ồn ào mới được vào thành。入城。không biết trong thành tuần tra có gắt gao không？ 城里是否巡查的紧？哥哥，ca ca， 不如这样，hay là ngày mai đệ và Yến Thanh vào thành dò hỏi đường cho mọi người。如此真好。vậy thì rất tốt。柴田兄弟，务必小心。啊，哥哥放心。哥哥，ca ca， 那我先安排菜。vậy đệ đi chuẩn bị thức ăn。好，我的兄弟。các huynh đệ hãy ăn uống nghỉ。好，先吃饱了。你们坐啊，我去安排。好。坐坐着啊，多弄点酒肉啊。ngồi đi， để đệ đi sắp xếp。太欺杀人也，那姓杨的着实可恨，没来由的便受得圣上那许多好处。Hôm nay thật là tức, cái tên họ Dương thật đáng ghét, tự nhiên được thánh thượng ban nhiều thứ như vậy. 皆因那李师师之故。自皇后劝谏以来，圣上并不曾出宫微服私访。下官听闻。太尉 bớt giận。Thánh thượng trọng dụng Dương Thái Úy cũng là vì Lý Sư Sư. Từ khi Hoàng hậu khuyên can đến nay, Thánh thượng chưa từng xuất cung vi phụ. Hạ quan nghe nói Dương Thái Úy đã góp ý với Thánh thượng từ khi trong hoàng cung đào một đường hầm đến thẳng cửa sau của nhà Lý Sư Sư. Thánh thượng long nhan vui vẻ, tự nhiên trọng dụng hắn. Nếu Thái Úy tìm được một người con gái đẹp dâng lên cho Thánh thượng, thì sợ gì Dương Thái Úy? Chúng ta tuy chưa từng nhiễu dân, tự xưng thay trời hành đạo, chỉ rước đám tham quan ô lại, nhưng trong mắt Thánh Thượng lại mang danh là tặc khấu.
Không chỉ như vậy, còn được cho là đứng đầu tứ đại tặc khấu. Lời quân sư nói thật đúng, gió đông chưa đến, thời cơ chưa tới. Cho dù là trình thư tín lên, chỉ dựa vào đan thư thiết khoán thì chỉ giữ được một mình Sài Tiến. Chuyện đến nước này, đừng nhắc đến chuyện trình thư lên nữa. Tuy lần này Sài Đại Quan Nhân không làm cho trên dưới Hương Sơn thoát khỏi bể khổ, nhưng lại có cơ hội diện kiến Thánh Thượng. Dựa vào đan thư thiết khoán, đổi lại sự bình an cho mọi người. Ca ca đừng chế giễu tiểu đệ nữa. Nếu không có huynh đệ của Lương Sơn, tính mạng của Sài Kiến này đã mất lâu rồi. Bây giờ sao có thể sống một mình được? Sau này ca ca đừng nhắc đến chuyện này nữa. Hiếm có huynh đệ đại nghĩa như vậy. Hai vị ca ca, theo như tiểu ất thấy, đại sự Chiêu An chưa thành. Hay là chúng ta mau chóng lên núi, để tránh ở đây gây ra chuyện. Mọi người đều ở đây. Sài ca ca cũng đã về rồi. Ca ca, khi nào thì chúng ta đi ngắm đèn? Đệ buồn chán lắm rồi. Tôi đang chỉ sử dụng khăn đăng à. Anh cho mận đồ mận số cái nhỏ lại là. Có cửa không gõ, thật là vô lễ. Lén đi uống rượu đã phạm quân quy. Ngày mai chúng ta sẽ vào thành thưởng đèn, không cho đệ đi, phạt đệ trông nhà để cảnh cáo. Ý sư chứng chế. Ca ca. Ca ca. Thiết Ngưu sẽ sửa. Thiết Ngưu cả. Thiết Ngưu không uống nữa. Thiết Ngưu không uống nữa. Nhất định sẽ sửa mà. Thiết Ngưu nhất định cải. Thiết Ngưu nhất định cải. À. Ca ca. Ca ca, ngươi xem. Ca ca xem kìa, hoa đăng ở đây thật là khác với những nơi khác. Ca ca tâm trí lơ đãng, mày cho mặt ủ, trong lòng có phải còn nghĩ đến tấm thẻ Tống Giang Sơn Đông không? Đúng vậy. Lòng dạ lúc này cũng giống như ngắm đèn buổi sáng vậy. Ca ca xem kìa, chỗ này có một kỳ nữ, chính là người đệ đã nhắc với ca ca, có thể thông thiên triệt địa, Lý Sư Sư. Ngự hương lâu. Chúng ta đi đã lâu rồi, vào trong uống tách trà. Được. Mời dùng, mấy vị quan khách, mời vào trong. Làm phiền trà phó sĩ, ngôi nhà đối diện khác với những nhà bình thường. Cho hỏi là ai ở đó vậy? Đó là nơi ở của Lý Sư Sư. Lý Sư Sư mà hôm trước hiền đệ nói đến, quan hệ mật thiết với Thánh Thượng, có phải người mà trà phó sĩ nói đây không? Không được nói lớn. Tai mắt ở Đông Kinh rất nhiều, chuyện của đương kim Thánh Thượng không dám nói bừa. Chính là cô ấy. Nếu như gặp được mới không uổng làm kiếp nam nhân. Đây. Đa tạ. Cảm ơn. Ca ca, muốn ở lại Đông Kinh, có phải là muốn gặp Lý Sư Sư? Đúng vậy. Hiện giờ trình thư lên đã không thành, nhưng tuyệt đối không được bỏ lỡ ngọn gió bên gối. Ý của hiền đệ thế nào? Có thể thử xem. Tiểu ất. Dạ.
Để đi thông báo một tiếng. Các huynh đợi ở đây, muốn gặp mặt cô ấy một lần. Được, Tiểu Ất đi ngay. Là Trương Nhàn nào vậy? Trương Nhàn xin chào mama. Vị tiểu nhàn này là ai? Sao tôi không nhớ ra? Mama thật mau quên. Tiểu nhân là Trương Nhàn, con của Trương Ất. Năm ngoái đã đi xa, lần này trở về để hiếu kính mama đây. Sao tôi lại không nhớ ra được nhỉ? Thì ra cậu chính là tiểu Trương Nhàn. Cả năm rồi không đến đây, làm sao nhớ được chứ? Đã một thời gian dài không gặp, cậu đã đi đâu vậy? Đã để mama nhớ nhung. Gần đây Trương Nhàn thường ở Sơn Đông, hầu hạ cho một hộ lớn. Người này gia tài đồ sộ, giàu có nhất vùng. Lần này trở về Đông Kinh, một là để giải quyết một số chuyện nhà, hai là muốn gặp cô nương một chút. Tiểu Trương Nhàn có lẽ đi đã lâu. Cửa của cô nương sao dễ dàng vào được chứ? Số quan lớn quý tộc trước đây đã đạt bằng bậc cửa đó rồi. Cô nương đã chịu gặp bao nhiêu người đâu? Mama khoan, hãy từ chối. Người lần này đến đây là muốn tặng 200 lượng vàng cho phủ. Người này không phải bình thường. Nếu không, tiểu nhàn sao dám làm phiền mama? Nếu như nói như vậy thì cậu hãy chờ ở đây giây lát. Tôi đi hỏi thử cho cậu. Đã làm phiền. Bóng sau khuôn rèm vẫn như xưa. Chỉ nghe tiếng đàn, người chẳng thấy. Tiểu Trương Nhàn, cậu thật may mắn. Cô nương mời cậu vào nội đường nói chuyện. Hãy mau đi theo tôi. Làm phiền mama.
đa tạ cô nương cho gặp. Vừa rồi nghe tiểu ca xuất khẩu thành thơ nên mới cho mời. Vừa rồi tiểu nhân chỉ là buột miệng, cô nương đã quá khen. Câu này không phải là khen huynh. Ý của con gái tôi là vừa rồi cậu nghe tiếng đàn của nó, bây giờ phải tính sổ với cậu. Tính sổ á? Nghe tiếng đàn của con gái tôi đáng giá ngàn lượng vàng. Nể tình cậu là nô bộc, trăm lượng vàng cũng được. Khoan đã. Chẳng hay tiếng khoan đã của cô nương thật ra là có ý gì? Tôi muốn nghe tiếng khoan đã của tiểu ca là có ý gì? Tiếng khoan đã của tiểu nhân là muốn cho cô nương biết vàng này đương nhiên có thể lấy, nhưng không phải là tiền nghe tiếng đàn. Số vàng này không phải là của tiểu nhân, mà là của chủ tiểu nhân. Là mang đến hiếu kính với mama, mong là mama nhận cho. Nếu cô nương nhất quyết muốn đòi tiền nghe tiếng đàn, tiểu nhân không có để đưa. Có điều ngón đàn vừa rồi của cô nương đích thật là rất hay. Tiểu nhân nghe rất nhập tai, nhưng chưa nhập tâm. Trong lòng của tiểu nhân, khúc nhạc này của cô nương không đáng giá trăm lượng vàng. Thật muốn biết khúc nhạc nào mới khiến cho huynh tâm phục khẩu phục. Mama, có thể cho tiểu nhân mượn đàn không? Thank you.